Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá heo hơi hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2023. Thưa các bạn, theo ghi nhận sáng nay, trên cả ba miền, giá heo hơi biến động trái chiều 1.000 đồng trên 1 kg ở nhiều địa phương. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai là 51.000 đồng 1 kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá heo hơi ở các địa phương bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình đang được thu mua ở mức 53.000 đồng 1 kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trong khu vực. 52.000 đồng 1 kg là mức giao dịch được chứng kiến tại các tỉnh thành còn lại. Như vậy, ở khu vực miền Bắc, sáng nay giá heo hơi vẫn được thu mua trong khoảng 51.000 đồng tới 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên biến động rải rác 1.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk sáng nay giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng và được thu mua ở mức giá là 52.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận điều chỉnh mức giao dịch giảm 1.000 đồng xuống 53.000 đồng 1 kg. Các thương lái tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thu mua heo hơi với mức giá cao nhất là 54.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại thu mua heo hơi ở mức 52.000 đồng 1 kg, bao gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Mức giá 53.000 đồng 1 kg ghi nhận ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong khoảng 52.000 đồng tới 54.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, tại miền Nam, thị trường heo hơi tăng nhẹ. Cụ thể, heo hơi tại hai tỉnh Hậu Giang và Bến Tre đều được thu mua với mức giá 53.000 đồng 1 kg, tăng thêm 1.000 đồng so với phiên trước đó. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đồng Tháp nâng mức giá giao dịch lên 1.000 đồng trên 1 kg và đạt mức 54.000 đồng 1 kg, ngang với tỉnh Cà Mau. Các tỉnh thành khác giao dịch trong khoảng 51.000 tới 53.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 51.000 tới 54.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn gặp nhiều trở ngại. Theo báo Chăn nuôi Việt Nam, việc đẩy mạnh xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi heo theo hướng công nghệ cao sẽ tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư gấp 4-5 lần so với xây dựng trang trại theo mô hình truyền thống, trong khi việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, nên người chăn nuôi vẫn e dè, chưa mặn mà đầu tư công nghệ cao vào chăn nuôi. Đây cũng là rào cản lớn trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Như vậy, nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều 1.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành được dao động trong khoảng 51.000 tới 54.000 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá heo hơi hôm nay, ngày 1 tháng 2. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.